Dù nhà lớn đến mấy, mở cửa ra cũng đừng để thấy năm thứ này. Khi mở cửa ra không nên nhìn thấy năm vật này, nếu không tai họa sẽ ập đến. Khi trang trí và thiết kế nội thất, điều quan trọng là ấm cúng, tiện nghi và sạch sẽ. Nhưng hãy nhớ rằng, khi mở cửa đừng đối diện trực tiếp với năm thứ này kẻo gia đình gặp chuyện bất trắc. 1. Là mở cửa không đối diện với gương. Khi trang trí nhà cửa, nhiều người thích thiết kế một chiếc gương lớn ở lối vào. Trước khi ra ngoài, họ có thể chỉnh trang lại, khá tiện. Đồng thời, một chiếc gương cũng có thể khiến không gian nhà ở trông rộng rãi hơn. Nhưng hãy nhớ, gương không thể được đặt trực tiếp đối diện với cửa, nếu không sẽ gây bất lợi cho gia đình. Vào ban đêm, khi về nhà vừa mở cửa ra, nếu thấy bóng mình mờ ảo trong gương có thể sẽ dọa bạn bị giật mình, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của các thành viên trong gia đình. Trong phong thủy, đặt gương đối diện cửa chính thì nguồn năng lượng vào nhà cũng bị ảnh hưởng, khiến dòng khí vào nhà bị yếu đi rất nhiều, làm ảnh hưởng tới tài vận của gia đình. Vì vậy, nếu có một chiếc gương đối diện trực tiếp với cửa, hãy di chuyển nó đi ngay lập tức. 2. Là mở cửa không nên nhìn thấy nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt và bẩn thỉu, chứa nhiều uế khí. Mở cửa ra thấy nhà vệ sinh sẽ bị không khí bẩn trong nhà vệ sinh tấn công, khiến sự may mắn và tài lộc bị cuốn trôi. Nếu không thể thay đổi được vị trí của nhà vệ sinh thì ít nhất phải thiết kế một tấm bình phong giữa nhà vệ sinh và cửa ra vào để hóa giải lỗi phong thủy này. 3. Là đừng chất đống đồ đạc ở cửa. Nếu muốn gặp may mắn về tài chính, gia đình thịnh vượng thì phải giữ gìn môi trường sống sạch sẽ và ngăn nắp. Vì vậy mới nói, phong thủy tốt nhất cho một ngôi nhà chính là sự sạch sẽ. Hãy nhớ đừng chất đống quá nhiều đồ đạc ở trước cửa nhà, lối vào nhà hay tiền sảnh. Nếu bừa bộn, bẩn thỉu thì trước hết sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm, gây tổn hại đến tình cảm hàng xóm. Khu vực lối vào phải được để trống, vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết, cất những đồ dùng hữu ích vào tủ, xếp giày dép theo từng ngăn để tạo không gian lối vào sạch sẽ, gọn gàng. Khi khách tới nhà, khách cũng sẽ đánh giá bạn là một người chăm chỉ, ăn ở sạch sẽ, có tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, nếu chất đống đồ đạc trước cửa thì khu vực này sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn, vi khuẩn và lan vào trong nhà, ảnh hưởng tới sức khỏe các thành viên trong gia đình. Thậm chí, nơi này còn có thể trở thành nơi trú ngụ của côn trùng. 4. Là mở cửa ra thấy cửa. Mở cửa ra thấy cửa sau, cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh hay lối ra ban công đều không tốt cho phong thủy, khiến dòng năng lượng vừa vào nhà đã bị trôi đi sạch, không thể tụ lại trong nhà, nên tiền kiếm được bao nhiêu tiêu cũng hết. Nếu gặp phải tình trạng này, bạn nên thử thay đổi hướng cửa, hoặc làm tủ, vách ngăn, rèm cửa, trồng cây xanh để cải thiện. 5. Là mở cửa không nên nhìn thấy đồ vật có giá trị. Nhiều người thích đặt những đồ vật có giá trị ở những nơi dễ nhìn thấy để thể hiện sự giàu có, sự vương giả của mình. Nhưng có câu, của cải không nên lộ ra ngoài, kẻo bị những người có ý đồ bất chính dòm ngó. Vì vậy, những đồ vật có giá trị không nên đặt ở vị trí dễ thấy để tránh khiến gia đình gặp họa. Bài giảng tiếp theo, trong nhà trồng 3 cây này, chiêu tài hút lộc, tiền về như lũ. 3 loại cây đệ tử thần tài, tuyệt đối đừng chặt đi, càng để càng chấn giữ của cải, giàu có 3 đời. Trong phong thủy những loại cây này trồng càng lâu năm càng chiêu tài hút lộc gia chủ đừng dại chặt đi. 1. Là cây hồng giòn con cưng thần tài báo điểm may. Cây hồng giòn là một loại cây mang lại may mắn cho gia chủ. Đồng thời, đây cũng là loại cây thứ hai cũng là một loại cây rất bình thường cây hồng giòn. Cây hồng giòn là loại cây ăn quả rất bình thường ở nông thôn. Nhưng vì sao mọi người nên trồng cây hồng giòn thay vì cây lê, cây đào hay cây cam ở trước nhà? Theo quan niệm của người xưa và theo ý nghĩa phong thủy, cây hồng giòn có quả màu hồng tượng trưng cho điềm lành, điều may mắn. Cây hồng giòn sai chĩu quả mang đến tài lộc, bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Nếu chịu khó chăm bẵm cây, cây hồng sẽ ra nhiều quả vào mùa thu. 2. Là cây lựu chiêu tài hút lộc giàu có 3 đời. Theo phong thủy, cây lựu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý, tình yêu và lòng hiếu khách. Đồng thời cây lựu cũng là loại cây có giá trị kinh tế khi quả lựu vừa ăn được và hoa lựu sấy khô cũng là một vi thuộc. Cây lựu này thường được trồng ở trước cửa nhà, phòng khách, quầy lễ tân, nơi nhiều người qua lại hoặc để trang trí nội thất đều rất hợp. Theo quan niệm của ông bà ta thời xưa thường nói phía đông trồng hồng hốt vàng, phía tây trồng lựu hốt bạc thể hiện sự giàu có sung túc khi gia chủ trồng lựu trước cửa nhà. Trồng cây lựu ở trước nhà giúp gia chủ cầu tài lộc, bình an. Ngoài ra cây rất phù hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ, cây sẽ mang đến tài lộc và may mắn. 3. Là cây sung thể hiện sự phú quý sung túc. Nếu như bạn đang có ý định trồng cây phong thủy trong nhà thì đừng bỏ qua loại cây sung này.
bởi cây sung cũng như tê gọi của mình khi trồng trước nhà, loại cây có dáng thanh mảnh, cao ráo đều mang lại phong thủy tốt. Bên cạnh đó, cây sung cũng có thể tạo thành hình dáng bonsai và mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững, hiên ngang. Cây sung chính là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết bền vững bởi che sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá. Cây sung cũng có thể mang ý nghĩa rất tốt đẹp, là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Nên trong phong thủy, trước nhà trồng một cây sung sẽ mang lại tiền tài sự giàu có cho chủ nhà, đừng bao giờ bỏ qua loại cây này. Bài giảng tiếp theo. Sung ta và sung bonsai loại nào thu hút tài lộc tốt hơn? Nhớ một đại kỵ khi trồng kẻo tiêu tài tán lộc. Bạn có biết hai loại sung này loại nào tốt hơn về mặt phong thủy hay không? Đặc trưng và ý nghĩa phong thủy của cây sung ta. Cây sung từ lâu đã trở thành một trong những loại cây phong thủy phổ biến và được yêu thích nhất. Loại cây này hay còn được gọi là tụ quả rong hay ưu đàm thụ. Đây là loại cây thân gỗ, lâu năm có thể cao từ 20 đến 30 mét. Lá cây có hình mũi mác, quả phân bố từ gốc tới ngọn, thành chùm sai chi chít. Theo quan niệm về mặt phong thủy, cây sung mang lại tài lộc và sự sung túc cho gia chủ. Quả của cây mọc thành chùm, nhiều quả tượng trưng cho sự đầy đủ, no ấm và sum vầy, mang lại sự vẹn toàn về vật chất và tinh thần cho gia chủ. Vào dịp Tết, quả sung rất chuộng để bày trong mâm ngũ quả, gửi đi khao khát vào một năm mới đủ đầy, viên mãn. Ngoài ra, loại cây này có thể xua đuổi âm khí, những vận hạn của gia chủ, đồng thời mang lại được những điều may mắn và bình an. Đặc trưng và ý nghĩa phong thủy của cây sung bonsai. Sung bonsai là loại cây cảnh được ưa chuộng bậc nhất hiện nay. Loại cây này không phải mọc lên có hình dáng đặc biệt mà do các nghệ nhân hoặc chủ vườn uốn thế, tạo kiểu. Đây là một trong những cây nằm trong bộ tứ linh gồm cây đa, cây sung, cây xanh và cây si, và bộ tam đa gồm cây sung, phúc, cây lộc vừng, lộc, cây vạn tuế, thọ. Tương tự cây sung ta, cây sung bonsai cũng mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Chữ sung trong sung túc mang ý nghĩa của sự trọn vẹn, đầy đủ, đem nhiều tài lộc đến cho gia chủ. Chính vì vậy, trong những dịp lễ Tết người ta thường trồng cây sung bonsai hoặc chậu sung hoặc bày trí quả sung trong mâm ngũ quả. Ngoài ra, người ta còn trồng cây sung bonsai cùng với các cây khác trong bộ tứ linh hoặc tam đa để gia tăng phong thủy cho gia đình. Tuy nhiên, nhiều người truyền lại, cây này chỉ phù hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa. Cây sung bonsai sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn và thành công, gia đình luôn sung vầy và hạnh phúc. Như vậy, cả hai loại cây sung này đều mang ý nghĩa phong thủy tương tự và tốt lành như nhau. Tùy vào sở thích của mỗi người có thể trồng loại nào cũng được. Hoặc nếu nhà bạn rộng, thoáng, sân vườn diện tích rộng thì nên trồng cây sung ta, còn nếu nhà chật, hẹp thì nên ưu tiên trồng sung bonsai cho đỡ tốn diện tích. Lưu ý, dù bạn trồng bất cứ loại sung nào cũng không trồng chắn cửa hay cổng chính, vì cây sẽ ngăn cản những luồng khí lưu thông vào nhà gây ảnh hưởng đến tiền tài và sự may mắn của gia đình. Thay vào đó, nên trồng chúng lệch về bên trái hoặc bên phải của cổng hoặc cửa chính. Nếu là sung ta thì bạn có thể trồng sau nhà đều được. Cây lưỡi hổ xua đuổi tà ma, hút lộc nhưng đừng đặt trước cửa, đây là vị trí trồng lưỡi hổ tốt nhất. Nếu bạn đặt cây sai vị trí cây lưỡi hổ thì có thể sẽ có tác dụng ngược. Vậy đâu là những vị trí đắc địa đặt cây lưỡi hổ kích hoạt tài lộc cho gia đình? Cây lưỡi hổ là một trong những cây cảnh được nhiều người ưa chuộng đặt trong nhà bởi tác dụng xua đuổi xui xẻo, mang may mắn đến với gia chủ. Tuy nhiên, nếu bạn đặt cây sai vị trí thì có thể sẽ có tác dụng ngược. Vậy đâu là những vị trí đắc địa đặt cây lưỡi hổ kích hoạt tài lộc cho gia đình? Tác dụng cây lưỡi hổ trong cuộc sống. Theo nghiên cứu của NASA, cây lưỡi hổ có khả năng thanh lọc không khí tuyệt vời. Cây có thể hấp thụ 107 loại độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, trong đó có những chất gây ung thư. Đồng thời, cây lưỡi hổ còn là loại cây có thể thải khí oxy vào ban đêm giúp không gian luôn thoáng mát và trong lành. Trong phong thủy phương Tây, cây lưỡi hổ có tác dụng xua đuổi tà ma, những điều xui xẻo giúp mang đến vận may đến với gia chủ. Còn đối với phương Đông, cây lưỡi hổ cây tượng trưng cho loài hổ dũng mãnh, chúa sơn lâm, thể hiện sự uy quyền và danh vọng. Khi trồng trong nhà, cây lưỡi hổ giúp mang lại may mắn, vận khí đến gia chủ, đồng thời cây còn tượng trưng cho sự kiên trì, ý chí tiến lên không ngại khó khăn hay gian khổ để đạt được mục đích, thành công. Vị trí kiêng kỵ đặt cây lưỡi hổ, phòng tắm. Nhiều người nghĩ rằng cây lưỡi hổ có công dụng như một máy lọc không khí mini nên đặt cây trong phòng tắm hay nhà vệ sinh để giúp thông thoát không khí và hút mùi hôi. Tuy nhiên, trong phong thủy điều này là không nên. Trong phòng tắm có nhiều bụi bẩn, không khí ẩm thấp, khá tăm tối và đối với cây mang lại phong thủy như cây lưỡi hổ là điều cần tránh. Những thứ này có thể bào mòn sự may mắn,
vận may và tài lộc của gia chủ. Đồng thời, với môi trường ẩm thấp này, cây lưỡi hổ sẽ rất dễ bị nấm mốc và sinh bệnh. Vì thế, nếu bạn có ý định đặt cây lưỡi hổ trong phòng tắm hay nhà vệ sinh thì nên cân nhắc. Cửa ra vào. Trong phong thủy, đặt cây ở cửa ra vào hay đối diện cửa ra vào, cây lưỡi hổ có thể sẽ ngăn chặn hết những tài lộc, may mắn, cản chúng không thể vào nhà. Từ đó, tài sản, may mắn của gia chủ sẽ bị bào mòn dần, điều này là hoàn toàn không tốt đối với gia đình của gia chủ. Vì thế, nên chú ý vị trí này để tránh khiến gia đình gặp điều không may. Những vị trí đắc địa nên đặt cây lưỡi hổ. Phòng khách. Nơi có vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ trong phong thủy đó chính là phòng khách. Tại đây có đầy đủ độ thoáng, ánh sáng và hệ thống thông gió tốt khiến dòng tài lộc có thể lưu thông thuận lợi. Đồng thời, nơi đây thường có người qua lại thường xuyên, vậy nên sự hiện diện của cây góp phần giúp gia đình hòa thuận, mang đến sự hài hòa và giàu có. Phòng ngủ. Với khả năng như một chiếc máy lọc không khí mini thì cây lưỡi hổ là một trong cây xanh trong nhà được ưa chuộng nhất để đặt trong phòng ngủ. Cây có khả năng loại bỏ hơn 107 độc tố gây hại cho con người. Ngoài ra, cây còn có khả năng quang hợp ngược, tức là thải khí oxy vào ban đêm giúp cải thiện giấc ngủ cũng như chất lượng ngủ. Cây lưỡi hổ khi đặt trong phòng ngủ cũng sẽ mang đến may mắn, những điều vui vẻ đến cho gia chủ. Ban công. Đặt lưỡi hổ ở ban công có thể giúp gia chủ đạt được tiêu chí kép. Thứ nhất, nó có thể giúp lấp đầy chỗ trống, mang lại màu xanh tươi mát. Thứ hai, khi đặt cây lưỡi hổ ở vị trí ban công, cây có thể biến những luồng khí tại đây thành phúc khí, giúp cho ngôi nhà của bạn gặp nhiều may mắn, biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Bàn làm việc. Có rất nhiều loại cây lưỡi hổ cũng như kích thước để bạn lựa chọn. Khi chọn một cây lưỡi hổ làm cây cảnh để bàn, cây không chỉ giúp làm thông thoáng không khí tại nơi làm việc của bạn mà còn giúp cho công việc của bạn trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn. Như chính ý nghĩa biểu tượng của cây, bạn sẽ luôn cố gắng, kiên trì, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục đích, thành công cho mình. Một số lưu ý khi chăm sóc cây lưỡi hổ. Bạn nên chú ý những lỗi dưới đây để cây lưỡi hổ của mình luôn phát triển, mang lại nhiều vận khí tốt lành đến cho gia đình. Không tưới nước quá thường xuyên. Cây lưỡi hổ là một loại cây không cần chăm sóc quá nhiều. Cây có khả năng chịu hạn nhờ đặc tính giữ nước. Vì thế, bạn không nên tưới quá nhiều nước cho cây như những loại cây khác, điều này có thể khiến chúng bị ngập úng và chết. Bạn chỉ nên tưới nước cho cây khi phần đất trên bề mặt chậu trở nên khô và tưới nước quanh viền chậu và không được để nước ứ đọng trên lá. Không trồng ở chậu quá to, lỗ thoát nước không tốt. Bạn có thể nghĩ rằng chậu càng lớn thì càng tốt cho cây vì cây có nhiều không gian để phát triển, tuy nhiên riêng cây lưỡi hổ thì không phải vậy. Khi đất càng nhiều, đất càng giữ ẩm và đối với cây chịu hạn như cây lưỡi hổ thì điều này không tốt, cây có thể bị úng chết nếu tình trạng này kéo dài. Bài giảng tiếp theo, năm thứ nên đặt trong phòng khách, gia chủ đang đen đủi tới đâu cũng cải vận sang giàu. Theo phong thủy, phòng khách để những món đồ này sẽ giúp kích thích tài lộc, gia chủ ngày càng giàu. 1. Là cốc ba chân ngậm tiền vàng. Theo phong thủy, gia chủ có thể hút nhiều tài lộc vào nhà bằng cách sử dụng cốc ba chân ngậm một đồng xu trong miệng. Linh vật tốt lành này sẽ giúp mang may mắn vào nhà của. Khi đặt cốc tài lộc, gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào đối diện với cửa trước của nhà để có hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất, nên đặt một con cốc hướng ra ngoài để thu tiền và một con quay vào trong để mang tiền vào nhà. Mặt khác, gia chủ cũng có thể để những con cốc tài lộc dưới bàn, đằng sau chiếc ghế dài hoặc trong các khu vực kín đáo khác trong nhà để cốc có thể mang lại may mắn, nhưng cần lưu ý là không nên để nó trong phòng ngủ. 2. Là thuyền buồm phong thủy biểu tượng cho sự giàu có. Theo nhiều câu chuyện từ xa xưa, trở về sau những cuộc chinh phạt khác nhau, các con tàu mang đầy ắp của cải, đồ đạc cập bến cảng với sự gieo hò của rất nhiều người. Cũng vì thế, con tàu mang đến hình ảnh việc chở đầy của cải, biểu tượng của sự giàu có, sung túc. Vì thế, một con tàu nhỏ được đặt lên bàn làm việc cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Bạn nên để con tàu theo hướng ngược lại với cửa ra vào, hàm ý con tàu mang nhiều của cải đến gia đình bạn. Tránh để con tàu hướng ra phía cửa ra vào. Ngoài ra, bạn cũng nên đổ đầy tiền xu vào trong con tàu, biểu tượng con tàu đang chở những kho báu khổng lồ đến với gia đình bạn. 3. Là cây xanh. Trồng cây xanh trong nhà không chỉ tạo ra một không gian sống xanh mát, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên, mà còn giúp không gian nhà luôn tươi sáng, rực rỡ và mang lại tâm trạng vui vẻ, lạc quan cho cả gia đình. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh, cỏ cây hoa lá thể hiện sức sống và sự sinh sôi phát triển. Trong đó, việc trồng những loại cây mang ý nghĩa cát lành như kim tiền, kim ngân, hạnh phúc, chuỗi tiền. Trong phòng khách không chỉ giúp xua đuổi những điều không may mắn mà còn mang lại vận may, tài lộc và cuộc sống sung túc cho gia chủ. 4.
là bể cá cảnh. Đặt một bể cá cảnh trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy cho gia đình. Bể cá có thể kích thích luồng khí tích cực, mang lại may mắn và tài lộc, đồng thời giúp ngăn chặn sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, để bể cá có hiệu quả phong thủy, việc đặt nó ở vị trí phù hợp là rất quan trọng. Tránh đặt bể cá sau ghế sofa, đối diện hoặc dưới bàn thờ và cũng không nên đặt nó đối diện cửa ra vào. Việc lựa chọn vị trí đúng đắn sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích phong thủy của bể cá cảnh trong phòng khách. 5. Là treo tranh phong thủy. Treo tranh phong thủy trong phòng khách là một lựa chọn phổ biến giúp không gian trở nên đẹp hơn và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, khi chọn tranh treo tường, cần lưu ý một số điều sau. Màu sắc, chọn tranh có màu sắc phù hợp với mệnh của gia chủ và không gian phòng. Tránh những màu trầm tối tạo cảm giác u ám, thiếu sinh khí. Màu sắc nên tươi vui, không quá nổi để không gây chói lóa và làm căn phòng trở nên nóng bức. Hình ảnh, tránh chọn tranh có hình ảnh vật phẩm hung dữ, vũ khí sắc bén. Thay vào đó, nên chọn những bức tranh mang ý nghĩa tích cực như tranh lục bình, tứ bình, phượng hoàng, cỏ cây hoa lá, nhằm tạo ra một không gian tươi mới và thịnh vượng. Kích thước, chọn kích thước tranh phù hợp với diện tích của phòng khách, tránh treo những bức tranh quá lớn hoặc quá nhỏ so với không gian. Sự hài hòa và cân đối trong kích thước sẽ tạo ra một không gian trang trí đẹp mắt và ấm cúng. Bài giảng tiếp theo, trong nhà có 5 thứ phải đổ đầy, để vơi dễ làm mất lòng thần tài, chẳng trách làm mãi không thấy giàu. Trong phong thủy, người ta kiêng để phòng trống rỗng, nhà trống rỗng không có đồ đạc hay người ở. Đây là một đại kỵ. Phong thủy nhà ở rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp, tài lộc cũng như đường tình duyên, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Gia đình có êm ấm, hạnh phúc hay không, có cuộc sống đủ đầy, sung túc hay không cũng một phần có liên quan tới yếu tố phong thủy nhà ở. Đặc biệt, trong nhà cần phải có 5 thứ đổ đầy, nếu không dễ mất tài mất lộc, làm bao nhiêu cũng không giàu lên được. Đó là thứ gì bạn hãy tìm hiểu xem nhé. 1. Là thùng gạo trống. Ở nhiều đất nước, gạo là lương thực chính giúp nuôi sống con người. Với người Việt Nam và nhiều nước châu Á, trong nhà luôn có thùng gạo. Để thùng gạo rỗng là một sai lầm trong phong thủy nhà ở. Sở dĩ như vậy vì trong phong thủy, thùng gạo được coi là kho lương và tượng trưng cho sự no đủ, cả thịnh vượng của gia đình. Để thùng gạo rỗng chẳng khác gì nhà thiếu thốn về mặt của cải vật chất. Do đó nếu gạo gần hết, hãy cố giữ một ít trong thùng, tránh để thùng trống không trong thời gian dài. 2. Là bể cá rỗng. Nhiều gia đình thường thích đặt bể cá trong nhà để làm đẹp không gian sống cũng là để thu hút tài lộc vào nhà. Tuy nhiên, nếu không còn nuôi cá, bể rỗng thì bạn nên cất bể vào chỗ kín, không nên trưng bể cá rỗng ra ngoài nếu không có thể ảnh hưởng tới tài vận của gia chủ. Sở dĩ như vậy vì đặt bể cá rỗng trong nhà ngụ ý về sự lạnh lẽo, thiếu thốn cả về của cải lẫn đời sống tinh thần của con người. Ngoài ra, những bình hoa rỗng cũng không nên trưng trong nhà. 3. Là tủ lạnh trống. Tủ lạnh là nơi bảo quản thực phẩm nên cũng được cho là kho lương của gia đình. Tủ lạnh đầy, nhiều loại thực phẩm chứng tỏ chế độ ăn uống phong phú và sự thịnh vượng của gia đình. Ngược lại, tủ lạnh trống trải sẽ nói lên tình hình tài chính khó khăn, eo hẹp của gia chủ. Để tủ lạnh trống lâu ngày còn dự báo về sự hao tài tốn của gia đình gặp chuyện không may. 4. Là nhà bếp trống. Bếp chính là nơi tụ tài của ngôi nhà vì nó được cho là kho lương của gia đình. Vì vậy nhà bếp tuyệt đối không nên để trống, nếu không chẳng khác gì mang hàm ý nghèo khó, ăn không đủ no. Nhà bếp cần phải đỏ lửa thường xuyên để ngôi nhà thêm ấm cúng. Nhờ đó, vận khí của gia đình mới có thể ngày một hưng thịnh. Ngoài ra, bạn cần giữ gìn vệ sinh nhà bếp sạch sẽ, không chỉ để đảm bảo vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người ở mà còn là để tăng sinh khí, tài lộc cho gia đình. Bởi một căn bếp bừa bộn, bẩn thỉu và lạnh tanh thì thần tài sẽ chẳng nán lại lâu. 5. Là phòng trống. Trong phong thủy, người ta kiêng để phòng trống rỗng, nhà trống rỗng không có đồ đạc hay người ở. Đây là một đại kỵ. Khi nhà hay phòng không có người ở sẽ tạo ra cảm giác lạnh lẽ, mất cân bằng âm dương và tác động trực tiếp đến vận khí của ngôi nhà. Chính vì vậy khi mới dọn vào nhà mới, nếu không ở hết phòng, nhiều nhà thường nhờ bố mẹ, người thân đến sống cùng vài hôm để lấp đầy các căn phòng trống, giúp ngôi nhà được cân bằng âm dương, ấm cúng hơn. Sau này nếu căn phòng đó còn trống, vẫn nên đặt đồ dùng gia đình vào phòng, đồng thời thường xuyên quét dọn và thay đổi vị trí để tránh ảnh hưởng xấu đến phong thủy nhà ở. Bài giảng tiếp theo, dân gian có câu, trời tối đừng làm ba điều, tai họa tự khắc rời xa, đó là những gì? Bạn có biết, mọi thứ bạn làm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của chính bạn và gia đình. Từ xưa, những lời dạy của người xưa đã rất ý nghĩa và sâu sắc.
Những lời dạy này được đúc rút từ quá trình sống ở đời, cho tới nay nó vẫn vẹn nguyên giá trị. Người xưa có câu rằng, trời tối đừng làm ba điều, tai họa tự khắc rời xa, đó là gì? Thứ nhất là đừng thở dài khi trời tối. Các cụ ngày xưa tin rằng một người nếu thường xuyên thở dài khi trời tối thì chắc chắn sẽ thu hút vận xui vào người. Lý do là con người chỉ chút hơi thở cuối cùng khi hấp hối, vậy nên điều này cảnh báo tương lai không nên làm điều này khi trời tối. Nếu không sẽ dễ dàng thu hút tà khí và những điều không sạch sẽ vào trong nhà. Đừng thở dài khi trời tối, người xưa từng tin rằng đó là một hành vi không may mắn và sẽ mang lại điều xui xẻo. Tuy nhiên, theo quan điểm khoa học hiện nay, câu nói này không có ý nghĩa gì. Con người sẽ thở dài khi tâm trạng không tốt hoặc sức khỏe kém, đặc biệt là khi họ đặc biệt chán nản và cảm thấy cuộc sống rất khó khăn. Theo nghiên cứu có liên quan, thở dài có một số lợi ích nhất định đối với cơ thể và biểu hiện trực quan nhất là nó có thể giúp giải phóng căng thẳng và chút bỏ cảm xúc chán nản. Tuy nhiên, tốt nhất là trước khi đi ngủ không nên thường xuyên thở dài, bởi thở dài càng dễ sinh ra phiền não, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thứ hai là đừng đánh trẻ khi trời tối. Việc cha mẹ dạy dỗ con cái thì dù ở thời đại nào đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng người xưa quan niệm không nên đánh con khi trời tối. Khi môi trường trở nên tối tăm, trẻ sẽ có tâm trạng đặc biệt lo lắng, nhất là đối với trẻ còn rất nhỏ, chúng chưa phân biệt được ngày và đêm, chỉ biết xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Trẻ sẽ ngày càng sợ hãi hơn, nếu lúc này cha mẹ đánh trẻ sẽ càng khiến trẻ sợ hãi hơn, dễ xảy ra tai nạn. Chúng ta cũng cần xem xét trạng thái tâm lý của trẻ, phải biết rằng trẻ có một ngày học ở trường. Sau khi về nhà trẻ muốn thư giãn và vui vẻ, nếu lúc này trời đã tối, nếu bạn lại đánh trẻ sẽ khiến trẻ đặc biệt chán nản và dễ cáu kỉnh. Cơ bản, làm việc xấu cũng sẽ khiến con người bị day dứt, khó ăn ngon ngủ yên, vậy nên nhiều người vẫn tâm niệm luật nhân quả và tự bản thân sống tốt, không làm điều trái lương tâm. Thứ ba là đừng làm điều xấu khi trời tối. Chúng ta đều biết có câu không làm điều ác không sợ ma gõ cửa. Cũng có người xưa có tư tưởng mê tín dị đoan, cho rằng sau khi trời tối dương khí không còn, tà khí dễ bị thu hút. Nếu người làm điều gì sai trái sau khi trời tối sẽ dễ dàng thu hút tà ma, tà đạo, mà sẽ mang lại nguy hiểm cho cuộc sống của mình. Tránh năm điều này sẽ khiến bạn cầu được ước thấy, làm gì cũng suôn sẻ. Thứ nhất là quan tâm quá nhiều đến được, mất. Những người hay đau khổ hoặc cảm thấy tổn thương, mất mát thường có một trái tim thủy tinh, họ mang niềm vui cũng như nỗi buồn của mình giao phó cho người khác. Mọi hành động của người khác, thậm chí là một cái nhìn, một câu nói cũng có thể làm gợn sóng trong lòng họ. Những người như này thì thực cực kỳ mệt mỏi. Rất nhiều chuyện không phải ta cứ nghĩ làm là có thể làm, rất nhiều người không phải ta cứ muốn giữ là giữ được. Bạn phải chấp nhận sự lạnh lùng hay nhiệt tình của bất cứ ai, và bạn phải làm quen với việc lúc gần lúc xa của họ. Khi bạn tập trung thời gian và sức lực cho bản thân, khi bạn trở nên bận rộn, xinh đẹp, bạn sẽ không phải chịu đựng những điều người khác đem lại cho mình nữa. Cảm giác an toàn không phải do người khác đưa tới mà là một lợi ích tự nhiên có được khi bạn mạnh mẽ. Thứ hai là đố kỵ với người khác. Một số người nói rằng đố kỵ chính là điều bất hạnh nhất của con người. Vì đố kỵ, ghen tuông khiến người ta chẳng còn cảm thấy hạnh phúc từ những gì mình có mà liên tục cảm thấy bất bình, khó chịu, đau khổ từ những gì người khác có. Chúng ta có thể không dễ dàng loại bỏ được bản tính hay đố kỵ hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể tu luyện bản thân, điều chỉnh tâm lý, không bởi vì đố kỵ mà thất thố, cũng không bởi vì đố kỵ mà phương hại tới người khác. Những người có trái tim mạnh mẽ họ sẽ chẳng bao giờ ghen tị với người khác. Họ tự tại, bình ổn để sống với chính mình chứ không phải nhìn người khác để sống. Thứ ba là dễ mất bình tĩnh. Ổn định cảm xúc là văn hóa hàng đầu của một người có hàm dưỡng. Người dễ tức giận giống như một nồi bột, nó sẽ bắn tung tóe ở điểm sôi thấp và những người xung quanh sẽ giống như đi trên băng mỏng, luôn lo lắng rằng họ sẽ bị ảnh hưởng. Người ta dễ dàng nổi giận thường chứa những năng lượng tiêu cực, khiến mọi người sợ gần gũi, như vậy chẳng có ai ở bên cạnh. Thứ bốn là mẫn cảm tự ti. Người càng tự tin càng toát ra sự hấp dẫn. Sự can đảm mà bạn thể hiện trong cuộc sống nhiều hơn so với cử chỉ trống rỗng và hào nhoáng. Những người mẫn cảm tự ti luôn quá thận trọng trong cuộc sống và sống một cuộc đời mệt mỏi. Khi những người khác đặt câu hỏi, họ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Khi chịu chút đả kích, họ liền ăn năn hối hận, bất chấp mình có sai hay không. Khi những người khác lạnh nhạt, họ liền xun xoe tới làm thân. Thứ năm là tự giới hạn bản thân. Điều ít gây hồi hộp nhất trong cuộc sống là tất cả chúng ta đều già đi. Sự hồi hộp lớn nhất của cuộc sống là cách chúng ta già đi. Nhiều người nói không có quy tắc tuổi tác, ra làm số vốn thì sẽ chẳng có phiền não, vì việc già đi khiến số vốn đó sẽ thâm hụt đi. Học cách đầu tư tốt nhất chính là đầu tư cho bản thân mình.
Không nên để việc già đi khiến bản thân cảm thấy kém cỏi hoặc yếu đuối đi. Cũng đừng tự nghĩ rằng ở tuổi này rồi thì còn làm được gì nữa, nên dừng tu dưỡng, ngừng nỗ lực, ngừng tìm tòi và học hỏi. Phật dạy kẻ đạo đức giả mở miệng thường nói 4 câu, câu đầu tiên nghe như cơm bữa. Càng đạo đức giả, càng hay nói 4 phút câu cửa miệng. Người xưa có câu, họa hổ họa bì nan họa cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm, tức là vẽ hổ vẽ ra nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng. Nội tâm, suy nghĩ hay con người thật của người khác là điều vô cùng khó đoán. Hiện nay, rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống mà không biết rằng họ sớm đã sống tạm bợ vật vờ như cái xác chết khô. Vậy nên, chúng ta cũng cần phải từ bỏ định kiến chỉ đánh giá con người vội vàng qua bề ngoài, như người Việt ta xưa nay vẫn thường nói, dò sông dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người hay đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ có suy xét, cẩn trọng mà quan sát từng hành động, cử chỉ của mỗi người, chúng ta mới có thể phán đoán phần nào tư duy và suy nghĩ của họ. Người có lòng dạ khó lường, tâm tư nham hiểm thì rất khó có thể hành xử đường đường chính chính như một người có tính tình chính trực, cương nghị và chân thành. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu, kẻ giả tạo dùng miệng, người chân thành dùng tâm. Lấy dối trá đổi về dối trá, lấy chân thành mới nhận được lòng người. Cho dù phần lớn chúng ta luôn vẽ nên một lớp mặt nạ để tự bảo vệ bản thân trong thế giới hiện đại đầy khó khăn này, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người lợi dụng vỏ bọc tốt đẹp bề ngoài để toan tính cho những điều ích kỷ, vụ lợi của bản thân. Với kiểu thứ nhất, có thể coi là phòng vệ chính đáng. Nhưng với kiểu người thứ hai, đó chỉ còn là giả tạo. Vì thế, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và tránh xa những kẻ tiểu nhân giả tạo, chỉ biết sống vì mình để tránh rước họa vào thân trong thời điểm bất ngờ. Người đạo đức giả mở miệng là nói 4 câu này. 1. Là kiểu người hay nói tiền không thành vấn đề. Xung quanh chúng ta luôn có một số người hay khoe khoang tiền bạc. Câu cửa miệng của họ là tiền không thành vấn đề kèm theo thái độ hậm hĩnh, coi thường người khác. Nhưng đến khi xảy ra vấn đề cần dùng đến tiền, họ sẽ lập tức biến mất hoặc tìm cách lảng tránh. Nguyên tắc và tính cách của một người ẩn chứa trong thái độ của họ đối với tiền bạc. Trên thực tế, nói chuyện thẳng thắn về tiền bạc sẽ không làm tổn thương tình cảm và chính cách tiếp cận mơ hồ mới khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bạn cũng đừng mong chờ sự giúp đỡ của những người bạn luôn nói tiền không thành vấn đề. Sự thật kiểu người này không hỗ trợ được bạn lúc khó khăn. Họ giống như thùng rỗng kêu to vậy, chẳng đáng tin tưởng, cũng chẳng có giá trị. Còn những người tốt thật sự sẽ ít khoe khoang, luôn khiêm tốn. Họ không có tư duy giải quyết mọi việc bằng tiền nên dĩ nhiên không đặt tiền lên hàng đầu. Khi bạn gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ ở bên hỗ trợ trong tầm khả năng. Họ là người tốt bụng, tử tế. 2. Là kiểu người hay nói tôi biết nó sẽ như thế này. Trong môi trường làm việc hay trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người hay phán xét, luôn cho mình đúng, mình thông minh. Khi có vấn đề gì xảy ra, kiểu người này thường nói, tôi đã nói trước từ lâu, bạn làm như vậy là không đúng, nếu bạn nghe tôi thì. Nhưng thực tế, họ không nói trước bất cứ điều gì, cũng không đưa ra đề xuất hay ý kiến nào mang tính xây dựng. Họ chỉ nói câu đó theo cảm tính bản thân. Họ là những người vụng trèo, khéo trống, không thật tâm, thậm chí không muốn nói là đạo đức giả. Họ không bao giờ tìm lý do, nguyên nhân từ bản thân mà luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Họ thiếu sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh. Loại người này hẹp hòi, ích kỷ, thấy lợi là tranh vào mình, thấy người khác hơn mình liền tìm cách chà đạp. Đối với kiểu người như vậy, điều duy nhất mà chúng ta nên làm là tránh xa, phớt lờ họ. 3. Là kiểu người hay nói sao keo kiệt vậy, nếu là tôi đã, vân vân, mây mây. Đây là câu nói của những người giả vờ sống tử thế. Trong nhiều trường hợp, họ dùng những câu nói mang hàm ý phê phán đi kèm những triết lý để đi chỉ trích hành vi của người khác. Thế nhưng khi chuyện xảy ra với bản thân thì họ lại trở nên hẹp hòi, ích kỷ và làm ngược lại phát ngôn của mình trước đó. Những người hay nói câu này thường hay nói đạo lý, tiếp đó là hạ bệ và coi thường người khác. Dù thích lôi lý lẽ ra phán xét người khác nhưng họ ít khi góp ý thẳng thắn với người được nói đến mà chỉ nói xấu sau lưng. Người hay nói những lời này thực chất là vì bản thân họ có tính đố kỵ, chẳng muốn ai hơn mình. Tuy nhiên, vì không có bản lĩnh nên họ chỉ dám nói sau lưng cho thỏa mãn lòng ghen tức. Đây chính là kiểu người sống hai mặt. Bạn không nên kết giao với những kẻ tiểu nhân như vậy bởi biết đâu đến một ngày, bạn cũng có thể trở thành nhân vật chính trong những lời lẽ đạo lý của họ. 4. Là kiểu người hay nói bạn có thể làm điều này tốt, tại sao không làm điều đó? Bạn đã từng gặp một người như vật chưa? Trong nhận thức của họ, người khác luôn mắc nợ họ. Nếu bạn không làm mọi việc theo ý họ, họ sẽ nói, bạn có thể làm điều này tốt, tại sao không làm điều đó?
Có một câu chuyện như sau khiến bạn phải suy ngẫm. Năm 2013, anh Trương và một đồng nghiệp đã biên soạn một cuốn sách lịch sử dài hơn 400.000 từ cho cơ quan. Đây là công trình nghiên cứu lớn, được phân công cho 5 người, kéo dài hơn 6 năm. Tuy nhiên thời gian sau, do nhiệm vụ khó nên nhiều người viện cớ không viết. Cuối cùng gánh nặng đổ lên vai anh Trương và một đồng nghiệp nữa. Khối lượng công việc của hai người tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần so với trước kia. Điều này khiến anh Trương và đồng nghiệp gặp hàng loạt các vấn đề về sức khỏe, thoái hóa cột sống, huyết áp cao, suy nhược cơ thể. Điều an ủi duy nhất là bộ sách lịch sử được độc giả đón nhận. Anh Trương tưởng rằng mình sẽ được mọi người ghi nhận nỗ lực, vinh danh nhưng không ngờ, quản lý của anh phủ nhận tất cả. Hơn nữa, người quản lý luôn đùn đẩy công việc, trách nhiệm cho anh. Chẳng hạn như khi có nhiệm vụ mới được giao xuống, quản lý của anh sẽ nói, bạn có thể làm điều này tốt, tại sao không làm điều đó? Thoáng qua, ai cũng nghĩ đây là lời động viên, nhiều người còn lấy đó làm động lực. Nhưng thực chất đó là lời nói độc hại. Người quản lý đó đang muốn vắt kiệt sức lao động của nhân viên. Họ là kẻ đạo đức giả, vô lương tâm, có thể chà đạp lên bạn bất cứ lúc nào. Năm kiểu bạn bè độc hại nên tránh xa kẻo mãi cũng không khấm khá. Những kiểu bạn bè này chúng ta nên tránh càng xa càng tốt, đến gần cuộc đời càng ngày càng bế tắc. 1. Kiểu người thích điều khiển hoặc lợi dụng người khác. Chúng ta thường có ít nhất một người bạn như thế này. Họ đối xử với bạn như một người bạn bình thường, thậm chí còn chu đáo biết bạn thích gì và rộng rãi mua tặng bạn, nhưng sau đó luôn đi kèm với một yêu cầu nào đó. Với họ, không có bữa trưa nào là miễn phí. Còn bạn, vì đã há miệng mắc quai nên đành phải làm theo, rồi dần dần sẽ trở thành con rối cho họ giật dây lúc nào không biết. Thử nghĩ xem, họ đang có một người giúp việc với chút thù lao là bạn đấy. Còn chần chừ gì nữa mà không cho họ đi xa ra khỏi cuộc sống của bạn, luôn để sống cuộc đời là chính mình. Loại người như vậy thường tỏ ra thân thiện và rộng lượng, thường xuyên làm quen với mọi người và thể hiện sự quan tâm tới bạn bè. Họ có thể tặng quà cho bạn và tỏ ra rất chu đáo, nhưng thường đi kèm với điều kiện. 2. Kiểu người thích chỉ trích người khác. Bạn bè là những người dám nói thẳng nói thật với bạn, phân tích tốt xấu thiệt hơn cho bạn. Đó là điều tốt. Tuy nhiên có một kiểu bạn na ná như thế, đó là những kẻ chuyên thích chỉ trích và phản bác người khác, núp dưới danh nghĩa để bạn mình tốt hơn. Khi bạn làm việc chưa tốt, họ chỉ trích, khi làm tốt rồi, vẫn chỉ trích, làm việc A, B hay C, chẳng quan trọng, họ sẽ đều bới móc tìm ra điểm chưa hoàn thiện rồi dìm bạn xuống, nhân cơ hội thăng họ lên. Hoặc nhiều khi, họ không chịu được việc người khác hơn mình. Ở bên cạnh kiểu bạn này mệt mỏi lắm, vì chẳng biết làm thế nào cho họ hài lòng, còn bản thân thì ngày ngày sống trong trạng thái cảm xúc tiêu cực. Thôi chắc cũng cho họ trở thành quá khứ đi nhỉ. 3. Bạn có tính lợi dụng. Loại bạn này nên tránh xa đầu tiên này. Nó chơi với mình chẳng có mục đích gì tốt đẹp hết. Nó kết bạn với mình chỉ vì muốn lợi dụng mình. Nó nhìn thấy ở mình có điểm mang lại lợi ích cho nó, nên nó làm thân để nó lợi dụng. Còn khi mình hết giá trị lợi dụng, nó sẵn sàng hãm hại mình bất cứ lúc nào. Nó sẵn sàng bán đứng mình để chuộc lợi cá nhân mà không cần suy nghĩ đến hai chữ tình bạn. Với những loại người như thế này, chúng chỉ coi ta là bạn khi ta có gì đó để chúng lợi dụng. Còn khi ta không có gì thì chúng ngoảnh mặt làm ngơ ngay lập tức. Lúc mình có tiền có của, lúc mình giúp đỡ nó, mình chia sẻ với nó thì nó gọi bạn. Còn khi mình trắng tay, mình chẳng còn gì có giá trị, mình cần nhờ đến nó, thì nó coi như không quen mình luôn, sẵn sàng lật mặt ngay. Tốt nhất, tránh xa mấy thể loại lợi dụng, đào mỏ này, sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 4. Bạn có tính đố kỵ hơn thua từng tí. Đã coi nhau là bạn thì nên ủng hộ nhau, vui vì bạn mình thành công hay may mắn, không tính toán so đo với nhau, chứ cái kiểu cứ thấy bạn hơn mình là tức, thấy bạn thành công là tỏ thái độ không vui, hậm hực, thì tốt nhất tránh xa cho lành. Chơi với loại đấy cũng không có gì tốt đẹp. Lúc nào nó cũng muốn mình thua nó. Cùng lắm thì ngang bằng nó. Chứ mình mà hơn nó cái là không được. Nó thái độ ngay. Kiểu bạn đó chơi cùng nó kéo mình xuống. Nó đì mình không phát triển được. Chứ tốt đẹp gì. Mình có vợ xinh đẹp. Nó không có kiểu gì. Nó chả nghĩ cách phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Có khi nó còn tính kế cướp vợ mình như chơi. Bạn có lẽ đã từng gặp phải loại người mà khi bạn thành công, họ không chúc mừng mà thậm chí còn cảm thấy tức giận hoặc ganh tị. Thay vì ủng hộ bạn, họ luôn có ánh mắt nghi ngờ và thái độ tiêu cực,
Như thể việc bạn thành công làm họ thấy tổn thương về bản thân. Những người như vậy thường không muốn bạn vượt qua họ, và họ sẵn lòng làm mọi thứ để đảo ngược tình thế hoặc kéo bạn xuống cùng với họ. Thậm chí, trong trường hợp đặc biệt, họ có thể tham lam và muốn cướp đi những thứ quý giá nhất của bạn, ngay cả vợ của bạn nếu họ có thể. Chơi với loại người như vậy thực sự một ý tưởng tồi tệ. Họ không chỉ làm bạn cảm thấy không thoải mái mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bạn. Thay vì tiếp tục giữ liên lạc với họ, hãy xem xét việc tránh xa họ để bảo vệ bản thân và hạnh phúc của gia đình bạn. 5. Không sòng phẳng. Những thành phần bạn bè mà lúc nào cũng cho tao vay, cho tao mượn, tao đang cần gấp mày giúp tao. Nhưng sau khi mình giúp nó xong thì nó cũng quên luôn. Nó chẳng nghĩ gì đến những gì mình cho nó vay, cho nó mượn. Nó cứ coi như vay với mượn, đồng nghĩa với cho luôn vậy. Thế ngay từ đầu mày nói là xin luôn đi cho xong. Bạn bè vẫn biết là không tính toán, so đo với nhau, nhưng riêng về vấn đề tiền bạc thì phải rõ ràng. Không có cái kiểu mượn xong rồi mất hút con mẹ hàng lươn luôn, kiểu ở đâu cứ như mình là cái ngân hàng của nó vậy, rút ra mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhét lại. Ăn chơi, nhậu nhẹt, đã chẳng bao giờ trả tiền hay chia cắt gì. Giờ lại còn vay mượn không trả nữa thì tốt nhất là cắt băng chấm hết tại đây. Trong cuộc sống, có những người bạn mà bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ, cho vay tiền hoặc mượn đồ khi cần. Tuy nhiên, sau khi bạn đã giúp đỡ họ, họ thường quên mất và không bao giờ nghĩ đến việc trả lại. Đối với họ, việc mượn tiền hoặc đồ đạc giống như việc nhận quà và họ không cần phải suy nghĩ về việc trả lại. Trong mối quan hệ bạn bè, chúng ta thường coi đó là một môi trường không tính toán và không so sánh. Tuy nhiên, đối với vấn đề tiền bạc, chúng ta cần phải có sự rõ ràng và minh bạch. Không thể chấp nhận việc mượn tiền xong rồi biến mất như một con lươn. Không thể chấp nhận việc bạn trở thành một ngân hàng cho họ, mà sau đó họ không bao giờ suy nghĩ đến việc trả lại. Ngoài ra, nếu họ luôn thích nhậu nhẹt, ăn chơi nhưng không bao giờ chịu chia sẻ chi phí, thì đó là một dấu hiệu đáng chú ý. Nếu họ còn vay mượn mà không trả tiền, thì có lẽ việc tốt nhất là cắt đứt mối quan hệ với họ, tránh xa để bảo vệ tài chính và sức khỏe tinh thần của bạn. 5 vị trí quan trọng trong nhà nhớ dọn sạch để hút tài hút lộc. Bạn có biết rằng, trong nhà có 5 vị trí đặc biệt quan trọng, nếu được dọn dẹp sạch sẽ có khả năng thu hút tài lộc, may mắn đến cho gia chủ. 1 là lối vào nhà. Phong thủy học cho rằng, lối vào nhà là không gian quan trọng nhất, nơi quyết định vận may và tài lộc. Một số gia đình vô tình đặt rác gần cửa nhà vì lý do tiện lợi, không nhận thức được rằng điều này có thể cản trở vận may. Để rác gần cửa không chỉ phản cảm mà còn chặn đường tài lộc tiến vào nhà của bạn. Hãy tạo điều kiện cho vận may ghé thăm bằng cách giữ hiên nhà sạch sẽ và thông thoáng. Lối vào không lộn xộn sẽ mời gọi tài lộc và may mắn. Do đó, bạn nên dọn dẹp lối đi vào ngôi nhà của mình ngay lập tức. Ngoài ra, việc bảo trì cửa chính cũng hết sức quan trọng. Cửa cần mở toàn bộ một cách dễ dàng, không bị cản trở bởi vật gì. Bản lề không được phát ra tiếng động khi mở cửa. Cửa kính, nếu có, cần được lau chùi thường xuyên. Và lớp sơn cửa phải luôn mới mẻ, không bong chóc. Sự bền bỉ của cửa chính cũng phản ánh tình trạng phong thủy của ngôi nhà. Một cánh cửa chính không bị phai màu hay bong chóc sau thời gian dài sử dụng là dấu hiệu của một ngôi nhà có phong thủy tốt. Để tránh hao hụt tài lộc, đừng để cửa nhà bạn bị hư hỏng hay lệch lạc. Lối vào nhà không chỉ là nơi kết nối bên ngoài và bên trong, mà còn là điểm khởi đầu cho sự lan tỏa của vận may và tài lộc. Để thu hút và giữ lại vận may tích cực, quan tâm đến phong thủy của lối vào nhà là điều vô cùng quan trọng. Một lối vào nhà sạch sẽ, thoáng đãng và không bị cản trở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vận may và tài lộc tỏa sáng. Việc giữ cho lối vào nhà luôn sạch sẽ và gọn gàng sẽ tạo ấn tượng tích cực cho người đến thăm và cũng làm cho không gian sống của bạn trở nên thư thái và dễ chịu hơn. Đặc biệt, bảo trì cửa chính là điều không thể bỏ qua. Cửa chính là biểu tượng của sự chào đón và mở ra cơ hội. Một cánh cửa chính đẹp mắt, sạch sẽ, không gây ồn ào khi mở và đóng sẽ tạo ấn tượng tích cực và thu hút vận may đến với ngôi nhà của bạn. Đừng để cho vấn đề về cửa chính trở thành cản trở cho sự phát triển và tài lộc của bạn. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc và bảo quản lối vào nhà không chỉ là để tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông của vận may, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến không gian sống của mình.
Điều này sẽ thu hút phúc lộc, tài lộc và may mắn ngập tràn vào cuộc sống của bạn. 2. Là khu vực đông nam của ngôi nhà. Khu vực đông nam trong phong thủy được coi là trung tâm của sự giàu có và thịnh vượng. Đặt một bàn thờ nhỏ ở đây có thể là một ý tưởng tốt để thu hút may mắn về tài chính. Trên bàn thờ, việc bố trí các đồng tiền cổ và thắp nến sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, từ đó thúc đẩy vận may tài lộc. Để gia tăng thêm sự phong phú cho khu vực này, cân nhắc việc bổ sung một bể cá cảnh là lựa chọn phổ biến trong phong thủy. Bể cá không chỉ mang lại sự sống động mà còn biểu tượng cho sự chảy trôi không ngừng của tài lộc. Màu sắc cũng quan trọng. Việc đặt chậu hoa violet với sắc đỏ hoặc tím sẽ góp phần tăng cường năng lượng giàu có, vì đây là màu sắc đại diện cho sự sang trọng và quý phái. Bên cạnh đó, việc duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng trong khu vực đông nam cũng là một yếu tố quan trọng. Loại bỏ bất kỳ vật dụng không cần thiết hoặc rác rưởi khỏi không gian này giúp duy trì dòng chảy tích cực của năng lượng, từ đó thu hút phúc lộc và tài lộc. Tuy nhiên, không chỉ là vật dụng và bài trí, mà còn là tâm trạng và cảm xúc mà bạn mang vào không gian sống của mình. Sự lạc quan, lòng biết ơn và lòng thành chân thành cũng là những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc thu hút phúc lộc, may mắn và tài lộc vào ngôi nhà của bạn. 3. Là phòng bếp. Trong không gian bếp, việc treo dao, kéo và các dụng cụ sắc nhọn khác là không khuyến khích trong phong thủy. Những vật nhọn như vậy không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn tạo ra sát khí, có thể làm xấu đi vận khí của ngôi nhà, khiến cho môi trường sống trở nên căng thẳng và dễ xảy ra cãi vã. Để khắc phục, hãy cất giữ chúng trong hộp hoặc ngăn kéo, che giấu điểm nhọn để giảm bớt năng lượng tiêu cực. Bếp không chỉ là nơi chuẩn bị thức ăn, mà còn là tâm điểm thu hút sự giàu có và vượng khí cho gia đình. Việc duy trì một không gian bếp sạch sẽ và ngăn nắp sẽ giúp thần tài ở lại, mang theo vận may và tài lộc. Đặc biệt, một nhà bếp sạch sẽ không chỉ kích thích vị giác mà còn đảm bảo vệ sinh thực phẩm, góp phần vào sức khỏe của mọi người trong nhà. Hãy đảm bảo rằng bếp luôn được dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi bữa ăn, không để lười biếng chi phối việc giữ gìn vệ sinh. Sự chần chừ trong việc này không chỉ ảnh hưởng xấu đến vận khí mà còn có thể tạo ra cảm giác bế tắc trong công việc và cuộc sống. Nhớ rằng, tài và lộc luôn đi đôi với nhau. Nơi có nguồn thực phẩm ngon lành và gian bếp sạch sẽ, ắt hẳn tài lộc sẽ ngự trị. Câu nói dân gian ăn vóc học hay không chỉ phản ánh tầm quan trọng của thức ăn đối với trí tuệ, mà còn ám chỉ mối liên hệ giữa một gian bếp hợp phong thủy với việc thu hút tài lộc và sức khỏe dồi dào. Đừng bỏ qua không gian bếp, nơi mà tài lộc và phong thủy đều có vai trò quan trọng. Việc giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp trong bếp không chỉ mang lại sức khỏe cho gia đình, mà còn thu hút vận may và tài lộc. Tránh treo dao, kéo và các vật dụng sắc nhọn khác trên tường vì chúng có thể tạo ra năng lượng tiêu cực và gây ra căng thẳng trong không gian sống. Hãy chọn lựa bộ lọc cánh cửa hoặc hộp đựng để giữ cho những vật dụng này ẩn đi, giúp giảm bớt sự xung đột và nâng cao vận khí. Ngoài ra, hãy dành thời gian dọn dẹp bếp sau mỗi bữa ăn để giữ cho không gian luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Điều này không chỉ giữ cho tài lộc luôn ổn định, mà còn tạo ra một môi trường làm việc và nấu nướng tích cực, thú vị hơn. Nhớ rằng, một bếp hợp phong thủy không chỉ là nơi để nấu nướng, mà còn là trung tâm của sự giàu có và thịnh vượng. Hãy tận dụng mọi cơ hội để tạo ra một không gian bếp đúng phong thủy, nơi mà tài lộc và may mắn luôn được chào đón và phát triển. 4. Là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không chỉ là không gian riêng tư, mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự tinh khiết và thông thoáng của ngôi nhà. Là khu vực có độ ẩm cao, việc giữ nhà vệ sinh luôn sạch sẽ ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc, qua đó bảo vệ sức khỏe của mọi người và gia tăng vận khí tốt lành trong nhà. Nhà vệ sinh không tách biệt mà thường liên kết với các phòng khác trong nhà, tạo nên một mạng lưới năng lượng liên kết. Một nhà vệ sinh không sạch sẽ không chỉ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, mà còn có thể làm suy giảm may mắn và tài lộc. Sự sạch sẽ ở đây không chỉ liên quan đến vệ sinh cá nhân, mà còn về mặt tâm linh, nơi sự giàu có và thịnh vượng có thể bị ảnh hưởng nếu không được chăm sóc đúng mức. Trong cuộc sống hàng ngày, nhà vệ sinh không chỉ là một phần của không gian riêng tư, mà còn là trái tim của sự sạch sẽ và hòa hợp trong ngôi nhà. Nó là nơi mà mỗi người dừng chân
để làm mới lại cơ thể và tâm trí sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Từ những chiếc vòi sen phun mát làn da, đến những dòng nước trong trẻo thư giãn, mỗi chi tiết trong nhà vệ sinh đều làm nổi bật sự chăm sóc và tôn trọng đến từng phần nhỏ nhất của cuộc sống hàng ngày. Như một phần không thể thiếu của ngôi nhà, nhà vệ sinh không chỉ là nơi vệ sinh cá nhân mà còn là điểm sáng của sự phong thủy và giàu sang. Nó không chỉ đơn thuần là nơi để làm sạch cơ thể, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực, nơi mà sự phúc lộc và may mắn có thể thu hút vào cuộc sống. Như một phần của mạng lưới năng lượng của ngôi nhà, nhà vệ sinh liên kết chặt chẽ với các phòng khác, mang lại sự cân bằng và hòa hợp cho không gian sống. Sự sạch sẽ và thông thoáng trong không gian này không chỉ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, mà còn tạo ra một không gian lý tưởng để phúc lộc và tiền tài có thể tự nhiên chảy vào. Với mỗi lần thả một giọt nước xuống vòi sen, chúng ta cũng thả vào không gian sống của mình một luồng năng lượng tích cực và sự giàu sang vô tận. 5. Là phòng ngủ. Phòng ngủ, đối với nhiều người độc thân, thường được coi là không gian riêng tư tối thượng, nơi có thể tự do để mọi thứ theo ý thích. Tuy nhiên, để nâng cao vận khí và hướng đến một cuộc sống hài hòa hơn, quan điểm này cần được điều chỉnh. Việc dọn dẹp giường ngủ mỗi sáng sau khi thức dậy và giặt giũ định kỳ chăn ga gối đệm không chỉ tạo nên không gian thơm tho, sạch sẽ mà còn khuyến khích giấc ngủ ngon. Giấc ngủ sâu và ngon giấc đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, tăng cường tinh thần tỉnh táo, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc. Tài lộc không ồn ào nhưng chắc chắn sẽ gõ cửa những ngôi nhà nơi chủ nhân biết quý trọng giấc ngủ của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là việc lau dọn phòng ngủ nên được thực hiện cẩn thận mà không làm thay đổi vị trí cố định của giường, đặc biệt là đầu giường, để không làm xáo trộn năng lượng đã hài hòa. Phong thủy nhấn mạnh sự quan trọng của môi trường sạch sẽ và ngăn nắp. Thực hiện kế hoạch dọn dẹp toàn diện cho ngôi nhà, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và sắp xếp đồ đạc một cách hợp lý sẽ tạo điều kiện cho năng lượng tích cực lưu thông, thúc đẩy sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, phòng ngủ không chỉ đơn giản là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, mà còn là nơi thể hiện phong cách và sở thích cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, để thúc đẩy cảm giác thịnh vượng và hài hòa trong không gian sống, chúng ta cần nhìn nhận phòng ngủ không chỉ là một không gian cá nhân, mà còn là trung tâm của sự cân bằng và may mắn. Mỗi buổi sáng, việc bắt đầu ngày mới bằng việc dọn dẹp giường ngủ và giữ cho chăn ga gối đệm luôn sạch sẽ, không chỉ mang lại không gian thoải mái mà còn làm tăng cường lưu thông năng lượng tích cực trong phòng ngủ. Một giấc ngủ ngon và sâu đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, nâng cao tinh thần làm việc và mang lại cảm giác hài lòng và an lành. Tài lộc và phúc lộc không chỉ đến với những người giàu có hay may mắn mà còn dành cho những ai biết trân trọng và chăm sóc cho không gian sống của mình. Việc duy trì sự sạch sẽ và ngăn nắp trong phòng ngủ không chỉ là để tạo điều kiện cho sự lưu thông năng lượng tích cực, mà còn là cách thu hút và giữ chân may mắn và tài lộc trong cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy, một phòng ngủ được bố trí hợp lý và được dọn dẹp cẩn thận sẽ tạo điều kiện cho năng lượng tích cực lưu thông, từ đó thu hút sự giàu sang và thịnh vượng cho gia chủ. Điều quan trọng là giữ cho không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng và sự thoải mái, làm cho mỗi ngày đều trở nên đầy ý nghĩa và đầy may mắn. Tiếp theo là, phụ nữ có nốt ruồi mọc ở 3 vị trí này là điềm báo may mắn không giàu cũng phú quý, bạn có không? Theo kinh nghiệm của người xưa thì những vị trí này mà có nốt ruồi là điềm báo may mắn. Ở góc độ khoa học thì nốt ruồi là do các tế bào sắc tố phát triển mạnh thành từng cụm nên tạo thành một đốm, nốt, mảng màu sẫm hơn phần da xung quanh. Nốt ruồi có màu đen, có màu đỏ. Khi nốt ruồi có màu đỏ thì được gọi là nốt ruồi son. Thông thường nốt ruồi thường có xu hướng xuất hiện ở những vùng da hay tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Cũng vì lý do này, bạn càng phơi nắng, tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, càng có xu hướng có nhiều nốt ruồi trên cơ thể. Ở góc nhìn nhân tướng học và phong thủy thì nốt ruồi là điềm báo cho tính cách, tài vận, sự giàu có, tình duyên. Khi nốt ruồi mọc ở 3 vị trí dưới đây thì được cho là may mắn. 1. Là nốt ruồi mọc ở gò má. Nốt ruồi mọc ở gò má được cho là đem lại nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông.
Những người có nốt ruồi ở vị trí này thường là người bản lĩnh, chủ động. Người có nốt ruồi ở má thường khá giỏi giao tiếp, dễ giao lưu, kết bạn và khá thu hút người khác giới. Trong tình cảm, người này còn được cho là khá đào hoa, có nhiều người theo đuổi yêu thương. Nếu họ chọn đúng người thì hôn nhân sẽ viên mãn hạnh phúc. Phụ nữ có nốt ruồi ở gò má thường sẽ được chồng yêu thương. Nếu bạn may mắn sở hữu một nốt ruồi tinh tế trên gò má, đó không chỉ là dấu hiệu của vẻ đẹp tự nhiên, mà còn là dấu hiệu của sự giàu có và phúc lộc trong cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy, nốt ruồi mọc ở vị trí này không chỉ đem lại may mắn về tài lộc, mà còn ẩn chứa trong đó những khả năng và phẩm chất đặc biệt. Người có nốt ruồi ở gò má thường là những người bản lĩnh, chủ động trong sự nghiệp. Họ tỏ ra linh hoạt và tháo vát trong mọi tình huống và dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khả năng giao tiếp tốt giúp họ dễ dàng kết bạn và thu hút người khác giới. Trong mối quan hệ, những người có nốt ruồi ở gò má thường được xem là đào hoa và có sức hút lớn đối với đối tác tình cảm. Tuy nhiên, nếu họ biết lựa chọn đúng người, hôn nhân của họ sẽ được hạnh phúc và viên mãn, với sự hỗ trợ và yêu thương từ phía người bạn đời. Với nốt ruồi ở gò má, không chỉ là dấu hiệu của sự quyến rũ và may mắn trong tình yêu, mà còn là điềm báo về sự giàu có và thịnh vượng. Điều này thể hiện một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và phúc lộc trời ban, tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và đầy tiềm năng. 2. Là nốt ruồi ở mũi. Trong tướng số, mũi được xem như cung tài lộc. Mũi biểu thị cho sự giàu có và khả năng quản lý tài chính. Người có dáng mũi tròn, đầy đặn và có nốt ruồi sẽ là biểu tượng của sự giàu có, tốt lành biết kiếm tiền và quản lý tài chính tốt. Tuy nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc vào vị trí nốt ruồi xuất hiện trên mũi. Nốt ruồi ở sống mũi thường có xu hướng đem đến nhiều may mắn, tài lộc hơn so với ở cánh mũi. Trong những quan niệm phong thủy cổ xưa, mũi không chỉ là bộ phận của khuôn mặt, mà còn là biểu tượng của sự giàu có và tài lộc. Mũi được coi là cung tài lộc, đồng thời cũng phản ánh khả năng quản lý tài chính của mỗi người. Nếu bạn may mắn sở hữu một dáng mũi tròn, đầy đặn và kết hợp với nốt ruồi, đó chính là dấu hiệu của sự giàu có và thành công trong việc kiếm tiền và quản lý tài chính. Dáng mũi này thường biểu thị cho người có khả năng biến ý định thành hành động và sẵn lòng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng vị trí của nốt ruồi trên mũi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự may mắn và tài lộc. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở sống mũi, điều này thường được coi là dấu hiệu của sự may mắn và phúc lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng và giàu sang. Tóm lại, mũi không chỉ là nơi biểu thị vẻ đẹp của khuôn mặt mà còn là dấu hiệu của sự thành công và may mắn trong cuộc sống. Kết hợp với nốt ruồi, mũi trở thành biểu tượng của sự giàu sang và phúc lộc, mang lại cho người sở hữu một cuộc sống thịnh vượng và đầy ý nghĩa. 3. Là nốt ruồi ở cằm. Cằm phụ nữ có nốt ruồi thường biểu trưng cho phúc lộc và may mắn, đặc biệt nếu nốt ruồi bên cằm trái. Những người có nốt ruồi ở cằm thường thuận lợi cả về công danh sự nghiệp cũng như tình duyên, hôn nhân. Những người có nốt ruồi ở cằm thể hiện sự giàu có về tài sản đất đai. Họ cũng là người có tính cách sôi nổi. Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ thích chấm nốt ruồi để tạo phong thủy tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý tài vận và sự giàu có không chỉ dựa vào nốt ruồi mà phải dựa vào năng lực, cách sống và sự nỗ lực trong đời sống. Do đó, những thông tin về tướng học cũng chỉ là tham khảo. Nên lưu ý khi tẩy hoặc chấm thêm nốt ruồi, cần tìm nơi uy tín, tránh biến chứng. Nốt ruồi trên cằm của phụ nữ không chỉ là một dấu hiệu bí ẩn mà còn là biểu tượng của phúc lộc và may mắn, đặc biệt khi nó xuất hiện ở cằm trái. Điều này thường được coi là một điềm báo tích cực, cho thấy sự thuận lợi về cả công danh sự nghiệp và mảnh đời tình duyên. Người có nốt ruồi trên cằm thường được cho là có khả năng thu hút về tài sản và địa vị xã hội. Họ thường tỏ ra sôi nổi, năng động và sẵn lòng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại ngày nay, nhiều phụ nữ đã trở nên quan tâm đến phong thủy và thường chấm thêm nốt ruồi để tạo ra một cân bằng tốt hơn trong cuộc sống. Tuy vậy, quan điểm cần nhớ là tài vận và sự giàu có không chỉ dựa vào nốt ruồi mà còn phụ thuộc vào năng lực, cách sống và sự nỗ lực trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, thông tin về tướng học chỉ nên được coi là một phần tham khảo và không nên quá phụ thuộc vào nó. Khi muốn tẩy hoặc chấm thêm nốt ruồi, việc tìm kiếm nơi uy tín,
là rất quan trọng để tránh gặp phải các vấn đề không mong muốn. Điều quan trọng nhất vẫn là sống một cuộc sống có ý nghĩa và đầy đủ, không phụ thuộc quá nhiều vào những dấu hiệu bên ngoài, phong thủy và những điều cấm kỵ dành cho nữ giới. Bí mật về phong thủy mà mỗi chúng ta đều không nên coi thường chúng, bởi nó cũng có thể gây ra nhiều nguy hiểm không ngờ đến. Đặc biệt là đối với nữ giới, có nhiều điều cần phải kiêng kỵ để tránh những điều không tốt xảy đến với bản thân. Hãy xem những điều cấm kỵ sau dành cho nữ giới. 1. Sử dụng những vật dụng không chắc chắn. Việc thường xuyên sử dụng những đồ dùng không có sự chắc chắn, như những chiếc ghế bị lung lay, giường ọp ẹp hay những chiếc ngăn bàn bị kẹt, sẽ làm cho tinh thần của nữ giới trở nên bất ổn. Nếu trong nhà có những vật dụng này, người phụ nữ sẽ luôn cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt, không có nhiều niềm tin, hy vọng hay làm cuộc sống mới mẻ, tươi vui hơn. Người phụ nữ này trong chuyện tình cảm luôn xảy ra bất an, lo lắng sẽ dẫn đến không hạnh phúc, vận khí phong thủy cũng không thể tăng lên. Nếu duy trì sử dụng các vật dụng như vậy trong một thời gian dài sẽ khiến cho người nữ dễ gặp phải tình trạng trầm cảm, suy sụp tinh thần nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, xét về mặt phong thủy, bạn cần thay đổi ngay lập tức. Và nếu như người phụ nữ mà không quan tâm đến những vấn đề này thì họ cũng đang trải qua một tình trạng khá bất ổn về tâm lý, để mà không thiết tha, để ý tới những thứ rõ là rất khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. 2. Lông mũi dài lộ ra ngoài. Với nữ giới, vẻ ngoại hình là vô cùng quan trọng. Do đó, việc để lông mũi dài và lộ ra ngoài cũng là một điều kém duyên, gây mất thẩm mỹ mà xét theo hướng phong thủy. Đó cũng còn là một điều tối kỵ. Nếu xét về mặt hình thể, việc để lông mũi dài chĩa ra ngoài không khác gì bạn đang chĩa dao ra ngoài. Với những người có đặc điểm này, thì sẽ hút vận đào hoa xấu với nửa kia của mình, dễ bị xen ngang, phá hoại tình cảm của người thứ ba. Ngoài ra, chắc chắn là nếu bạn để lông mũi dài lộ ra bên ngoài, cũng khiến người khác đánh giá là người không chỉnh chu cẩn thận và yêu thương bản thân mình. Nó gây mất thẩm mỹ và khiến người đối diện cảm thấy khó chịu vì điều đó. Do đó, xét về mặt phong thủy hay thẩm mỹ, bạn cũng không nên để điều đó xảy ra. Đặc biệt là các bạn nữ. 3. Đầu giường kê hướng Tây. Trái đất nằm trong vòng quay và xoay liên tục. Vòng quay của trái đất là từ Tây sang Đông. Đầu giường của bạn được kê hướng về phía Tây khi ngủ, bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn. Đặc biệt đối với những người bị say tàu xe, biểu hiện này càng rõ ràng hơn, bởi vì bạn phải sử dụng sức mạnh thể chất của mình để bù đắp cho việc tiêu thụ động năng. Do vậy, xét về mặt phong thủy và sức khỏe, tuyệt đối không nên để đầu giường hướng theo hướng Tây. Nếu gia chủ là nữ, hướng này sẽ khiến cho nữ giới bị suy giảm về mặt tài lộc, sự nghiệp, cũng bị gặp nhiều trở ngại. Đồng thời, sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút, tính khí ngày càng trở nên cáu kỉnh, thậm chí dẫn tới nhiều xích mích và vợ chồng cãi vã nhau nhiều hơn. Do vậy, khi kê vị trí đầu giường hướng tốt nhất là hướng Bắc Nam, cùng với trọng lực địa từ, đầu giường ngủ hướng về phía Nam hoặc phía Bắc có lợi cho sức khỏe, bởi vì trong hệ thống tuần hoàn máu của con người, khi cơ thể ở hướng ngủ Bắc Nam, hướng của động mạch chủ và tĩnh mạch lớn, hướng ngủ của cơ thể con người và hướng từ trường của hướng Bắc và Nam Nam là như nhau. Khi bạn ngủ, có một cảm giác yên bình. 4. Hướng để giày dép. Xét về phong thủy, giày dép rất quan trọng, đặc biệt với nữ giới vì họ sở hữu nhiều hơn cả. Nói về sắp xếp, tủ giày thường bố trí ở một bên cửa ra vào, bên trái hoặc phải, tùy thuộc vào hướng mở cửa. Để tiện lợi cho việc sử dụng, nếu cửa ra vào mở về bên trái thì bạn hãy đặt tủ ở phía bên phải và ngược lại. Tuy nhiên, tủ giày dù đặt ở vị trí nào thì đều nên hướng tủ ở cạnh cửa, tránh đối diện với cửa chính, bởi nó sẽ là vật cản đường đi của tài vận vào nhà bạn. Cất giày vào trong tủ cũng cần chú ý, nên để đầu mũi giày hướng vào phía trong, không nên để mũi giày hướng ra ngoài, đặc biệt là đối với giày mũi nhọn đang trở nên vô cùng phổ biến. Phong thủy giày dép cho rằng, đặt mũi giày hướng vào trong sẽ tránh cho chúng ta mỗi lần mở tủ, những mũi giày nhọn tạo thành thế hỏa sát hướng về phía mình, lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 5. Không phải ngày nào cũng cắt tóc được. Lông, tóc là hiện thân của dương khí. Chắc hẳn bạn đã nghe qua câu một sợi lông quản ba con quỷ. Nếu bạn cắt tóc hay nhổ lông vào những ngày xấu thì dương khí suy yếu, âm khí xâm nhập vào cơ thể, khiến bản thân bạn đau ốm, mang vận xui tới bạn. Do vậy,
trong nhân gian truyền miệng một số thời điểm kiêng cắt tóc như: nếu bạn đang có một mái tóc dài và đang muốn cắt ngắn đi để thay đổi phong cách của bản thân, bạn có thể cắt tóc vào hôm nào cũng được. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối không cắt tóc vào ngày mùng 1. Đây là ngày đầu tháng, nên nếu để ý bạn sẽ thấy các tiệm cắt tóc ngày này lại rất vắng khách. Theo quan niệm dân gian, bạn mà cắt tóc ngày mùng 1 thì sẽ hao tài trong suốt tháng đó, gặp chuyện không may nữa chứ. Do vậy mà chúng ta nên có thờ có thiêng, có kiêng, có lành, mà tránh cắt tóc vào ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng ra. Ngoài ra, trong năm, theo dân gian thì tháng 7, tháng cô hồn là tháng mở cửa địa phủ, tháng mà các linh hồn được về dương thế thăm người thân, mà từ ngày xưa các cụ ta đã cho rằng tóc là sự thể hiện của sức khỏe. Cắt tóc tháng 7 sẽ khiến cơ thể suy yếu, âm khí mạnh lên và dễ bị ma quỷ xâm nhập quấy phá. 6. Làm vỡ gương hoặc đồ trang sức. Đã từ lâu, gương soi vốn dĩ trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không có nhà nào là không có gương trong nhà. Đối với phụ nữ, gương soi lại đặc biệt quan trọng bởi người phụ nữ thường rất trọng ngoại hình. Tuy nhiên, gương soi còn có nhiều điều bí ẩn liên quan đến thế giới tâm linh mà không phải ai cũng biết đến. Thậm chí, trong dân gian còn lưu truyền những điều kiêng kỵ tuyệt đối không được làm với gương soi nếu không muốn gặp điềm gở, tai ương. Do đó, với việc làm vỡ gương soi chắc hẳn không còn gì lạ lẫm đối với bạn khi nghe về những rắc rối, xui xẻo. Việc đánh vỡ hoặc gây ra những vết nứt trên gương hay đồ trang sức thì không những bạn sẽ gặp những điều chẳng lành, và đặc biệt chuyện tình cảm của bạn cũng có nguy cơ gặp trục trặc hoặc tiền bạc bị tiêu hao đi nhiều. 7. Vứt đồ đạc lung tung. Nữ giới thường có rất nhiều đồ đạc, các loại phụ kiện cần phải sử dụng, và đi kèm với đó là việc bạn có thể để đồ đạc của mình một cách lộn xộn, lung tung. Nhưng đây lại là một việc cấm kỵ nếu xét về mặt phong thủy của con gái. Do đó, khi dùng đồ, bạn nên để đồ đạc một cách gọn gàng, ngăn nắp. Bởi, dù xét về khía cạnh nào đi chăng nữa, nếu bạn có thói quen vứt đồ đạc lung tung, thì công việc của bạn cũng sẽ gặp rất nhiều trục trặc, rắc rối. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm món đồ mình muốn, nên kéo theo đó là nhiều sự muộn phiền, khó chịu, tức tối. Nếu người phụ nữ thường xuyên để tâm trạng không tốt, sẽ gặp không may trong cuộc sống, hay thậm chí là các mối quan hệ ngoài xã hội cũng không được tốt. Người ngoài không thích giao lưu, kết bạn nên hạn chế đường công danh. Vậy nếu có thói quen này, bạn hãy cố gắng khắc phục, bởi chỉ có người phụ nữ biết yêu thương bản thân, trân trọng bản thân thì mới hạnh phúc. Vậy hãy thực hiện nó ngay từ những thói quen nhỏ nhất, bằng cách khi làm xong bất kỳ một vật dụng gì, hãy cất nó thật gọn gàng,